What là gì? Cái gì? Cái gì thì mình phải trả lời, câu trả lời nó phải là cái gì đúng chưa? Ví dụ bây giờ cô hỏi là who thì mình sẽ trả lời gì? Who thì mình phải trả lời gì? Who nghĩa là gì? Ai? Đúng rồi, who nghĩa là ai thì mình nghe, mình phải nghe ra chỗ nào là tên riêng đúng không? Hoặc là nó sẽ từ chỉ người đúng chưa? Đấy, hoặc là nó có những cái từ như là how chẳng hạn, như thế nào đúng không, hoặc là từ which cái nào chẳng hạn, which cái nào, ví dụ nó hỏi chọn cái một cái hai mình phải nghe xem là nó chọn cái nào được chưa, tức là để những từ để hỏi được chưa. Đấy là cái thứ nhất, từ để hỏi thì nó có hai dạng, từ thứ nhất là definite question who what, à còn từ này là when, mà when nó hỏi when thì